Trong khi đó, theo kết quả từ đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện kiểm tra dọc tuyến quốc lộ 14 qua Tây Nguyên nhận định những dự án mở rộng quốc lộ đầu tư từ ngân sách chính phủ đang tiến triển rất tốt, nhưng ngược lại những dự án BOT đang thực hiện không đúng quy trình và tiến độ. Theo ông Phạm Quang Hiền là Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng Chất lượng Công trình Giao thông cho biết, hai dự án BOT của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai ở Đắk Lắk và Đắk Nông không trải thảm đúng chất lượng đá theo yêu cầu. Ngoài ra còn có hiện tượng nhà thầu bán các gói thầu cho nhà thầu phụ. Việc đảm bảo an toàn giao thông khi thi công quốc lộ 14 cũng không được các nhà thầu chú trọng. Giải trình vấn đề này, các đơn vị thi công như Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Thành, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Cường cho biết họ gặp khó khăn trong việc mua đá thi công quốc lộ 14 vì thiếu và giá quá cao. Tuy nhiên, các thành viên đoàn kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải đều khẳng định tất cả chất lượng công trình, tiến độ thi công đều thuộc vào nhà thầu. Kinh phí đã có, nếu như các nhà thầu dự án BOT không bảo đảm chất lượng vật liệu, chất lượng công trình theo quy định sẽ bị đình chỉ tạm ngừng thi công, thì tiến độ sẽ chậm và nhà thầu phải chịu trách nhiệm.